Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Khuôn Trậu Cảnh Công CNC. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mới có thiết kế độc đáo, đó là mẫu khuôn trậu lục giác 80 chân liền. Đây là khuôn trậu cảnh có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng nhựa khá dày dặn và chắc chắn, họa tiết cũng được thiết kế thuần Việt hơn. Họa tiết trên mẫu khuôn trậu này có sự đa dạng như phúc, lộc, thọ và tùng, cúc, mai. Quý vị phối hợp và lắp xen kẽ để tạo nên sự đa dạng cho mẫu trậu cảnh. Đây là họa tiết chữ phúc, được thiết kế có thêm hình ảnh con rồng, do đó họa tiết có sự sống động và mới lạ hơn. Họa tiết cây mai, có nhiều hoa, thân cây to lớn. Họa tiết chữ lộc có hình rồng và thỏi vàng, mang nhiều tài lộc. Họa tiết cây cúc có thân cây lớn và những bông hoa rất to. Họa tiết chữ thọ cũng được thiết kế với hình ảnh rồng đang cười tất tươi. Bên dưới là chân đôn có họa tiết hổ phù, mặt hổ phù chứa đựng bí quyết trường sinh bất lão, là hình ảnh tượng trưng linh thiêng xua đuổi tà ma, chống lại ám khí, bảo vệ chủ nhân. Và cuối cùng là họa tiết cây tùng. Tuy là sản phẩm được nhập từ Trung Quốc, nhưng có nhựa khá dày dặn và chắc chắn. Đường ba vía kín và khít, đây là lựa chọn tốt cho những khách hàng thích các mẫu trậu cảnh lớn có giá rẻ. Chúng tôi tin rằng đây là mẫu trậu chân liền mang đến cho quý khách hàng nhiều sự hài lòng về sản phẩm này. Cấu tạo khuôn trậu lục giác 80 có lòng trong bao gồm 6 tấm lòng trong kèm một tấm đáy trong. Trậu có 3 lỗ thoát nước. Vỏ ngoài bao gồm 6 tấm vỏ ngoài, bên dưới là lòng trong của chân đôn được thiết kế liền khối. Do đây là mẫu chân liền nên cấu tạo có chút khác biệt hơn so với trậu rời chân rời. Miệng khuôn trậu được thiết kế bằng, giúp quá trình xử lý lại miệng trậu cảnh dễ dàng hơn. Về kích thước của sản phẩm, lục giác 80 chân liền có kích thước lọt lòng, chiều rộng là 73cm, cao 52cm. Kích thước phủ bì của trậu, miệng rộng 80cm, chiều cao 61cm. Để được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật về sản phẩm, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900 868648 hoặc 0395 234 789. Xem sản phẩm thực tế tại 59 Dương Công Khi, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn và hẹn gặp lại.